Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tháng 9 năm nay, phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hân hoan đón nhận tin vui nồng nhiệt từ gia đình bệnh nhân Lý Ngọc Vĩ ở tỉnh Bạc Liêu. Bệnh nhân Lý Ngọc Vĩ sau thời gian 3 tháng 10 ngày hỗ trợ điều trị ung thư bàng quang tại phòng khám đã nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe từ một bệnh viện ở Trà Vinh, cho thấy tình hình sức khỏe của ông đã có sự cải thiện đáng kể. Kết quả kiểm tra cho thấy các khối u ung thư đã giảm đi rõ rệt, dấu hiệu bệnh tình không còn nghiêm trọng như trước đây. Sức khỏe tổng quát của bệnh nhân đã dần ổn định, với việc ăn uống trở lại bình thường, huyết áp ổn định và khả năng đi lại được cải thiện. Sự phục hồi nhanh chóng này đã đem lại niềm vui lớn lao không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho toàn thể gia đình của ông. Gia đình bệnh nhân Lý Ngọc Vĩ cùng các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám đều rất cảm kích và biết ơn Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Vero Nguyễn Văn Tường cùng các quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Chính nhờ sự hỗ trợ tận tình và lòng nhân ái của các bên liên quan, bệnh tật của bệnh nhân Lý Ngọc Vĩ đã dần lui đi, xóa tan nỗi đau thân xác và mang lại niềm vui lớn cho gia đình. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ trong hành trình khó khăn này. Sự đồng lòng và ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn lao giúp chúng tôi tiếp tục công việc cứu chữa và mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư đang cần. Mong rằng với sự nỗ lực không ngừng, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục viết nên những câu chuyện hồi phục và thành công mới để bệnh nhân ung thư có thể tìm lại niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Xin trân trọng. Anh có thể có biết họ tên đến từ đâu không? Mình Lý Ngọc Quỷ, mình đến từ Bạc Liêu. Anh cho biết là cái bệnh của mình là bệnh gì, rồi triệu chứng ra sao, đi khám ở đâu? Mình có bị bệnh ung thư bàng quang vậy đó. Mình khám ở bệnh viện Bình Dân. Thì ung thư bàng quang mình có đi tiểu ra máu. Đấy, nhiều lần vậy mình đau trong người, đi lên bệnh viện Bình Dân khám thì có ung thư bàng quang, khối u ác rồi đó. Rồi cũng thông qua công nghệ cũng biết tới phòng khám yêu thương để xuống điều trị. Thưa anh, vậy thì lên bệnh viện Bình Dân, ở trên bệnh viện Bình Dân các bác sĩ tư vấn mình trị cái gì? Bác sĩ là kêu mình mổ bàng quang. Vô quá trị? Không vô quá trị. Thì anh cho biết là từ khi anh vô tới phòng khám cho từ này là thời gian bao nhiêu ngày và cái thời điểm đó sức khỏe của anh ra sao, dù như ăn uống ngủ nghỉ huyết áp như thế nào, rồi đến thời điểm này là sau khi mà khám lại ở bệnh viện nào thì kết quả ra sao, rồi hiện tại cái sức khỏe ra sao? Thì hồi trước kia thì sức khỏe mình nó cũng có bệnh thì nó cũng kém. Mình đến phòng khám điều trị thì sức khỏe nó cũng nó hồi phục dần đi. Thì thời gian cũng 2 tháng 10 ngày mình có đi tái khám lại bệnh viện Trà Vinh, thì về thì thầy bảo là kết quả về âm tính, máu ung thư thì nó đã về trạng thái như người bình thường. Qua kết quả thì anh thấy trong, tức là trong bản thân anh như thế nào, rồi gia đình ra sao, họ có vui mừng hay không? Gia đình cũng kết quả này thì mình rất mong muốn, mình vui lắm. Gia đình mình thì cũng được vui. Thì xin anh
thời gian mình trị bệnh ở đây á, cái tinh thần thái độ phục vụ cho thầy ở đây như thế nào? Dạ, tinh thần phục vụ cho bệnh nhân rồi này nọ rất tốt, rất là mến bệnh nhân. Mình tới đây mình điều trị sau mình cũng hết bệnh. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha Mạnh Thường Quân, cảm ơn những thầy điều trị cho thầy Tiến, thầy thì Thanh. Dạ, thì mấy thầy thì cũng cân nhắc cho bệnh nhân đồ này nọ, mình kỹ lưỡng bệnh nhân theo pháp đồ của cha, đồ cũng truyền đạt cho bệnh nhân cặn kẽ, rồi mình rất là ghi nhớ những lời của cha dặn truyền đạt lại cho những thầy, rồi thầy truyền đạt lại cho bệnh nhân dặn dò kỹ lưỡng để bệnh nhân theo pháp đồ về nó hết bệnh với đời. Trong thời gian ở đây nè, dụng như về nhà trọ rồi giá cả cái mặt hàng, tất cả các cái nhu yếu phẩm gì á, thì bệnh nhân thấy như thế nào? Thì nói chung về cái trà Vinh này, cái còn Vĩnh Kim này thì giá cả mua phẩm thì ở đây giá bình ổn, còn đồ gãy đồ ở đây thì ở quê thì nó rất là rẻ, nhưng những cái ở quê này người ta trồng trọt được thì người ta cũng có bán cho bệnh nhân, là cũng thậm chí cũng có cái là mà giảm giá cho bệnh nhân. Cũng dân mình ở đây thì cũng hài hòa với mọi người. Dạ, mình hết bệnh rồi xong rồi mình cũng đi về nhà thì mình cũng theo pháp đồ của thầy chỉ dạy, thì chừng nào mình lành hẳn thì mình cũng tiếp tục ăn chay, mình không có ăn mặn, mình ráng theo giữ theo pháp đồ. Anh có thể chia sẻ là mình giữ gìn pháp đồ như thế nào mà để hết bệnh, để cho những người bệnh ta vô sau anh á, dạ, ta học hỏi không? Dạ, thì nói chung ra thì như mình cũng có nhắn gửi lại những bệnh nhân sau là mình xem theo cái pháp đồ, những cái thầy đưa mấy cái giấy đó về mình xem cho kỹ, với mình rất là siêng mình coi theo cái clip, để nhất là cái cháo á, cô bác bệnh nhân rồi sau này là nấu cho nó kỹ đúng giờ, như mình nấu qua mà hơn 16 tiếng thì nó mắc chắc, thành ra mình nó không có hiệu quả, đâm ra nói cái phòng khám đồ này nọ nó không có nhắc nhở mình, cô bác phải kỹ lưỡng coi theo cái pháp đồ của thầy, coi kỹ vô đó, duy nhất là cái quan trọng là cái cháo. Thì thấy nhiều người mình ở chung với nhiều bệnh nhân á, toàn là nấu sớm không à, mới sáng mới chiều là nấu rồi xong mình ăn tới chiều mai là nó chảy ra tới 20 mấy tiếng, ra nó mắc cái hơi mắc thuốc, ra kêu nói là cô bác như ngủ 2-3 giờ sáng nãy giật mình tới chuyện mình hay nấu, rồi mình nấu rồi mai mình ăn tới 9 giờ 10 giờ là nó cũng còn tầm 16 tiếng 17 tiếng thì nó cũng còn thuốc. Đó, mình có nhắn gửi những lời đó cho cô bác là nấu cái cháo đó cho nó kỹ lại, để còn hơi thuốc để mình có hiệu quả hơn. Mình xin hết. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y
hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người mạnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi, cha dặn dò báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Với tương lai
thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bạc ai, quên lợi dành. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sứ, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn, con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là gương mẫu của đời con, xin che chở giờ sống hết qua trần gian.
truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.